Vâng, Tú Sinh xin chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta cùng đến thăm và giao lưu với vườn cảnh Thắng Lưu, địa chỉ ngay đầu cầu vượt An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Đây là cái hướng từ Hà Nội đi Hòa Lạc, trên đường đại lộ Thăng Long đến ngay đầu cầu An Khánh. Thì chúng ta thấy có cái biển là khu đô thị Mai Lan, Spiadola. Chính là cái vị trí mà vừa rồi có tổ chức triển lãm sinh vật cảnh thủ đô 2022. Thì đây chính là cái lối vào vườn Thắng Lưu, và chúng ta cùng nhau vào tham quan vườn. Vì vườn anh Thắng Lưu là chưa có cái biển ở ngoài đường. Tôi lấy cái hình ảnh cái cung độ ở đó, là cái mốc chính là cầu vượt An Khánh. Các bác mà đến thăm vườn thì đến cầu vượt An Khánh hướng Hà Nội Hòa Lạc, điện thoại cho anh Thắng Lưu ra để đón, hướng dẫn vào vườn. Vâng, chào anh Thắng nhá. Vâng, chào bác Đô Sinh. Vâng, bây giờ tôi sẽ gửi đến hình ảnh của vườn anh Thắng Lưu với các bạn. Chúng ta giao lưu thành từng mảng cây một. Ví dụ như cây mộc hương này, cây lan tiêu này, cây các loại bonsai tầm nhỏ và mini, và những cây mẫu đơn, những cây mai thứ quý rất đẹp. Xin mời các bác chúng ta cùng với anh qua cái hướng dẫn của anh Thắng Lưu, chúng ta vào thăm vườn của anh. Thắng Lưu tức là bà xã anh tên là Lưu à? Vâng. Vâng, đây chào chị Lưu nhá. Vâng ạ, chào bác Đỗ Sinh ạ. Rồi, đi vào thăm vườn anh ơi. Đấy, những cây mai tứ quý này đang nở hoa rực rỡ rất đẹp. Và chúng ta đi đến với những cái dòng cây đầu tiên nhất tôi muốn gửi đến hình ảnh, đó là những cây mộc hương đi anh ơi. Anh cứ đi sâu vào trong đi, đi đến những cây mộc hương đi. Vâng, đây là cây thứ nhất tôi gửi đến hình ảnh của các bạn để chúng ta giao lưu trong cuốn video số 1 đến với vườn anh Thắng Lưu. Chúng ta chia sẻ dòng cây thứ nhất, đó là cây mộc hương. Cây này vanh bao nhiêu anh? Cái này vanh 34. Vanh 34, anh ghi rồi thì anh đọc cho chuẩn nhá. Vanh 34 này từ mặt gốc lên này. Thoát thân là bao nhiêu? 87. Thoát thân 87, chia hai nhánh. Vâng, cây cũng tương đối già đấy. Và đây là bóng cây này. Rất nhiều hoa. Và tôi cũng muốn là tham khảo giá của vườn anh, thì cũng muốn mong anh là báo giá một cách rất sát thực, để cho anh em chúng ta còn có cái cơ hội để gần gũi và tiếp cận và giao lưu với nhau. Cho nên là chúng ta cũng xác định là đây là giá báo sát với cái giá mà có thể giao dịch được anh nhé. Vâng, cây này của tôi với giá 65 triệu. Vâng, cây này giá 65 triệu. Vâng, anh nhắc lại cái vanh này được bao nhiêu nhỉ? Vanh được 34. 34. Được rồi. Thoát thân 87. Thoát thân 87. Chiều cao cây và tầm quang chắc là khoảng 3 mét. 4 mét ạ. 4 mét à? 4 mét. Được rồi. Với giá là 65 triệu. 65 triệu. Tiếp tục đi cây thứ hai đi anh ấy. Vâng, đến cây mộc tiếp theo này. Cây này thì vanh khoảng bao nhiêu anh ơi? 33. Vanh 33 à? Thế là ngang tầm cây lúc nãy. Nãy cây 34. Thế còn thoát thân cây này cao hơn này. Cây này cao 1 mét. Cây này thoát thân 1 mét. Và chiều cao chắc cũng vẫn tầm khoảng 4 mét đấy. Và chiều cao này bằng cây kia. Nếu mà chúng ta chơi cặp đôi với hai cây này thì tôi nghĩ là cũng rất là cân xứng. Cây này giá bao nhiêu anh ơi? 65 triệu. Cũng bằng cây kia. Cũng bằng cây kia. Vâng, hai cây mỗi cây là 65 triệu. Các bác mà chơi cặp đôi là 130 triệu đây. Và chúng ta di chuyển tiếp đến chỗ này, tôi thấy anh có 3 cây liền này, mà cây ba cây này bóng cây rất giống nhau về kích thước, chiều cao và
tôi đoán là cái vanh chân cũng ngang tầm nhau đấy. Anh đo cái thứ nhất này xem nào. Ba mươi đúng không? 30. Vâng, tròn 30. Đây rồi, bỏ trước ra xem cái khẩu độ thoát thân của nó chắc có được khoảng độ 7-8 phân không? 20. Bao nhiêu? 20. Sao thoát thân 20? Anh bỏ tay bên này cho em, nó tận dưới này cơ mà. 15. 15. Rồi, thoát thân 15. Và bóng những cây mộc cũng rất là già đây, số lượng dăm rất dày nhá. Chân đế bệ rễ cũng được. Đấy. À, đây là cái dòng mật hương, mộc hương quê mà nhìn những cái lộc đỏ và lượng dăm dày, hoa chi chít luôn. Đấy là cây thứ nhất này. Cây này thì giao lưu giá bao nhiêu anh? 15 triệu. Cây này giá 15 triệu. Tốt quá nhỉ. Vành 30 mà. Tuyệt vời đấy. Và tiếp đến cây thứ hai ở trong cái vị trí này. Cây này anh đo vanh đi. 30. Vanh cũng 30 à? Vanh cũng 30. Thế là bằng cây kia. Rồi. Thoát thân chắc cũng tầm ấy, cũng tầm 15 phân. 15 phân. Đúng rồi. Đây cái bóng cây đây. Cây này giá bao nhiêu anh? 15 triệu. Cũng 15 triệu à? Vâng. À. Được rồi. Tiếp đến cây này. À, trở lại cái cây thứ hai tôi vừa đo, các bác này nhìn cái bệ có đẹp không? Gốc rất nở nhá. Và đến tiếp cây này cũng thế. Đế rất nở này. Đấy. Cây này thì anh đo bao nhiêu nào? 23. Cây này 27. Vâng, giảm hơn 3 cm. Vanh 27. Thoát thân cũng 15 cm. Đấy. Điểm thoát thân cũng 15 cm này. Nhưng mà được cái đế hay quá. Cây này thì giá bao nhiêu anh? Cây này 14 triệu. 14 triệu. Tức là giảm 1 triệu. Và hai cây kia là mỗi cây 15 triệu. Anh em chúng ta giao lưu với vườn anh Thắng Lưu qua số điện thoại 0902 223 171. Địa chỉ là cầu vượt An Khánh, hướng Hà Nội Hòa Lạc, địa phận Hoài Đức, Hà Nội. Chúng ta tiếp tục đi tham quan một số những cây mộc tiếp theo này. Vâng, và đây là cây tiếp theo này. Anh đo tiếp cái vanh thân nè. Ba mấy? 38. 38, rồi. Thoát thân cây này thì chắc cũng tầm 15. Không đến. Để được đấy. Được, được 15 đi, cho 15 đi. Bên này thì 20 nhưng bên kia 15 thôi. Được rồi, vì cái nhánh bên này nó thấp hơn một chút. Rồi. À, chia thành ba thân rất là đều nhau. Ở đây là bóng dáng của cây này. Cây này thì bao nhiêu tiền anh? Cây này 35 triệu. 35 triệu. Và vừa đo vanh thân là đi 38 và giá 35 triệu. Cái báo giá này là anh có bao ship không? Giá bán tại vườn. Giá bán tại vườn, được rồi. Alo. Vâng, với chiều cao cũng là tầm khoảng độ 3,5 m. Như vậy trong khoảng anh trong rất là dày. Vâng, chúng ta chuyển đến cây tiếp theo này. Cây này bao nhiêu? 34. Cây này 34 vanh thân này. Thoát thân 20. Ở vị trí này sát với đường gom của đại lộ Thăng Long cho nên là tiếng xe
phương tiện cũng hơi ồn, các bác thông cảm nhé. Đi sâu vào trong vườn thì khả năng nó sẽ đỡ hơn. Và cây này rêu khủng khiếp nha, cũng già cây rồi. Cây này thì bao tiền anh ơi? 35 triệu ạ. Vâng, cây này cũng 35 triệu. Vậy là hai cây sát nhau đây, mỗi cây 35 triệu này. Đấy. Đấy. Còn cây nào không anh? Mộc nhanh còn chưa? Hết rồi à? Vâng, bây giờ chia tay với một số những cây mộc chúng ta vừa mới đăng tải hình ảnh và báo giá rất là sát thực của anh Thắng Lưu. Chúng ta chuyển sang mà dòng mẫu đơn đi. Lấy luôn mấy cây mẫu đơn liền nhau đây đi. Bắt đầu từ gốc này luôn đi anh. Mình đi cho bằng hết mà. Cái này đúng là anh dùng cái thước vải tốt hơn. Anh có thước vải không? Đo kích thước bonsai người ta dùng thước vải thì nó cái vanh thì nó dễ nhìn. 17 được rồi. Một cây đơn đỏ. Vanh thân 17, thoát thân là đi 60. Ok. Đấy, hình ảnh đây. Cây này thì bao nhiêu tiền anh ơi? Cây này 12 triệu. Giá 12 triệu. Rồi. Nói chung là cũng sát thực ấy. Tiếp đến một cây này nữa. Đấy, anh đo để ngược thước đây là 30. 29. Rồi. Anh mà nhìn được số 30 thì nó chỉ còn 29 thôi. Đấy. Anh đo anh để bụng thước ở phía trong, anh phải đo ra phía ngoài để anh nhìn được ngay. Thoát thân cái này chắc được độ 70. Bao nhiêu? 70. Nó thoát ở dưới này đấy, gọi là thoát thân, nó phải ở dưới gốc cơ kìa. Nó chia nhánh tận dưới gốc mà anh đo tận lên trên này. Đây này, thoát thân của nó chỉ có 15 thôi. Đấy. Nó chia thành 3 thân tận dưới này mà anh gọi thoát thân tận trên này à? Không phải đâu. Thoát thân là bắt đầu ra khỏi thân cây, chia thành mấy nhánh ấy. Cây này bao tiền anh? Cây này 15 triệu. Cây này 15 triệu. Và đây, cây đơn đỏ này các bác xem. Được rồi, tiếp đến cây này. Đấy, như cây này thoát thân thì nó mới cao lên này. Chưa hiểu đâu là thoát thân. Nói chung là vợ chồng anh Thắng Lưu này, cái kỹ thuật số, cái tiếp cận với khoa học là chậm lắm. Mình tên 19. Mình 19. Anh ấy cần sử dụng Zalo mãi, hôm nay tôi mới hướng dẫn cho anh ấy. 70 được rồi. 70 này, vanh thân 19, thoát thân 70. Tán cũng khá đẹp đấy. Được rồi. Cái này bao tiền anh? Cái này 13 triệu. Giá 13 triệu. Cái này chơi tốt. Giá 13 triệu tốt quá. Rồi. Vâng, vị trí này cũng có hai cây đơn đỏ tiếp theo này. Cái này vanh 17. Vâng, vanh 17. Thoát thân kéo lên chắc tầm khoảng 60 rồi, 670. 70. 70 đúng không? 70. Rồi. Cây này bao tiền anh? Cây này 13 triệu. 13 triệu ạ? Tốt quá. Cây này 13 triệu thì chơi tuyệt vời rồi. Cao tầm khoảng độ 1m8 đến 2m. Từ mặt chậu lên. Được. Cây này vanh bao nhiêu? Vanh 16. Cây này thì thấp hơn này, vanh 16 này. Rồi, thoát thân 60, nhất trí. Rồi hết đợt hoa này thì anh chuẩn bị cắt chưa? Chưa cậy, nó tự ra lọc ra hoa. À thế à, chứ không cần cắt à? Không cần cắt. Cái này bao tiền anh?
Cái này 12 triệu. Vâng, 12 triệu. Được rồi. Vâng, chúng ta đến tiếp với một cây đơn đỏ nữa này. Cây này vanh bao nhiêu anh? 24. Vanh bao nhiêu? 24. Vanh này có 24 à? Vâng. Anh đo lại đây nè. Vanh to to mà. À. Thoát thân có 35 thôi. Tận dưới này này. Tận lúc chưa thành hai cây hai nhánh này. Được rồi, thoát thân 35. Nhất trí rồi. Đấy. Cao tầm khoảng 2,5 m. Cây này thì bao nhiêu anh? Cây này 15 triệu. 15 triệu. Vâng, anh nhớ giá cả nhá. Đến lúc anh em gọi điện đến và chụp lại hình gửi Zalo cho anh để anh báo lại đúng giá đấy. Cây này 15 triệu, tuyệt vời rồi. Vanh 16. Vâng, cây này anh đo vanh bao nhiêu? 16. 16 à? Thoát thân 70. Thoát thân lên 70. À, cây này đẹp đấy. Cây này thân rất thẳng đẹp. Già cây lắm rồi. Rồi, tán tròn vo. Cái này anh đứng đấy là nó, à nó còn ở trên chậu. Vậy là cũng phải tầm khoảng 2 mét đấy, hơn 2 mét tí. Chiều cao, từ mặt chậu lên. Cái này bao tiền anh? Cái này 13 triệu. Giá 13 triệu, tốt quá. Rồi, rất là hợp lý nha các bác nhé. Vâng, và vừa rồi chúng ta đã giao lưu với vườn anh Thắng Lưu một số những cây mộc hương và mẫu đơn, chủ yếu là mẫu đơn đỏ. Những cây mộc hương và mẫu đơn đã được anh báo giá rất là chọn lọc, cũng có một cái cân nhắc đi đến cái báo giá hợp lý nhất. Đây là số điện thoại của anh Thắng Lưu, 0902 223 171, địa chỉ tại cầu chân cầu vượt An Khánh, hướng Hà Nội Xuân Mai, Hà Nội Hòa Lạc và địa bàn Hoài Đức Hà Nội đây. Bây giờ chúng tôi chuyển tiếp cuốn video sau để giới thiệu với các bạn một số những cái dòng hoa tiếp theo, điển hình là những cây mai tứ quý. Mời các bạn tiếp tục theo dõi và giao lưu.